Đường Nhụy đã từng được ưu ái như thế nào ở đất Thái Bình? Trước khi dính vào lùm xùm khởi tố, thì gia đình Đường Nhụy vốn được coi là dân anh chị máu mặt ở đất Thái Bình, đồng nghĩa với việc này có nhiều thứ đặc quyền, đặc lợi, khiến cho dư luận không khỏi hồ nghi. Ai, thế lực nào đứng đằng sau chống lưng cho Đường Nhụy tác quái tác quái như vậy? Tháng 5 năm 2019, nhóm phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Công an thành phố Thái Bình xung quanh loạt bài viết phản ánh về ổ nhóm xã hội đen tín dụng đen lộng hành trên địa bàn. Phóng viên đã đặt ra câu hỏi, tại sao khi chủ doanh nghiệp chế biến sản xuất gỗ Lâm Quyết có đơn trình báo tố cáo việc ông Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là Đường Nhụy, chỉ đạo một nhóm người xăm trổ mang theo hung khí đến trụ sở công ty xiết nợ, đập phá đồ đạc, thậm chí đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu sổ sách. Công an thành phố Thái Bình lại không tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định thủ phạm cũng như mức độ thiệt hại. Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình nói, sau khi xem xét những hình ảnh chứng cứ, tổ chức lấy lời khai những người có liên quan, cơ quan điều tra xét thấy không có dấu hiệu hình sự. Phạm tội của nhóm người do ông Đường vái xuống công ty Lâm Quyết nên đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Việc tổ chức khám nghiệm hiện trường chỉ là một trong số những biện pháp nghiệp vụ điều tra, theo luật quy định chứ không phải là bắt buộc. Vì vậy, cơ quan điều tra không khám nghiệm hiện trường do xét thấy không nhất thiết. Còn các biện pháp nghiệp vụ điều tra khác thì là gì, chúng tôi không thể tiết lộ cụ thể vì nó thuộc bí mật của công tác ngành. Phóng viên tiếp tục nhấn mạnh, vậy thì hình ảnh nhóm người xăm trổ cho ông Đường chỉ đạo xuống trụ sở công ty Lâm Quyết mà phía bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra và các cơ quan báo chí thể hiện điều gì? Trung tá Cao Giang Nam cho rằng, hình ảnh đó không nói lên được rằng họ đến chiếm giữ, đập phá hay là cướp đồ đạc mang đi. Họ ngồi nói chuyện với người của công ty trong lúc ông Lẫm bà Quyết không có mặt ở đó. Theo cơ quan điều tra thì mục đích của nhóm người đó xuống công ty Lâm Quyết để làm gì nếu như không phải chiếm giữ hủy hoại công ty để xiết nợ? Phóng viên đặt câu hỏi. Trung tá Cao Nam Giang trả lời, nhóm người đó thực hiện việc đòi nợ cho ông Đường. Vì ông Đường chưa gặp được vợ chồng ông Lẫm bà Quyết nên đã cho người xuống công ty tìm hai người này đòi nợ. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi rằng, nếu chỉ là tìm người để đòi nợ thì tại sao nhóm người đó lại ăn ngủ tại trụ sở công ty Lâm Quyết những 15 ngày, từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 10, 2017? Tìm chủ để đòi nợ, nhưng tại sao lại ép và đuổi công nhân khi họ đến xưởng công ty làm việc? Đại diện Công an thành phố Thái Bình không giải thích được và cho rằng công nhân đã tự đi khỏi công ty, tự ý nghỉ việc chứ chẳng phải bị đuổi gì. Trong diễn biến mới nhất thì vợ của Đường Nhụy là bà Nguyễn Thủy Dương, hay còn gọi là Dương Đường, đã bị bắt để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Ngày 8 tháng 4 thì Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Quốc Vương khi trả lời báo chí cũng đã cho biết vụ việc khiến cho bà Dương bị khởi tố xuất phát từ việc gửi hàng hóa từ Thái Bình đi Hà Nội. Theo đó thì vợ chồng bà Dương đã gửi hàng qua một nhà xe khi đến Hà Nội. Việc giao nhận giữa nhà xe và người nhận đã không thuận lợi. Chiều 30 tháng 3, phụ xe đến gặp vợ chồng bà Dương nói chuyện thì bị bà Dương cho người nhốt và đánh đập. Hậu quả là nạn nhân bị vỡ xương hàm, dập sống mũi. Nạn nhân sau đó đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an. Công an tỉnh Thái Bình lập tức cho điều tra xác minh.